Bà hàng xóm thì tính sau đi, chứ đơm bạn này trước rồi tính nè. Đó, chuẩn bị chọi nè. 3, 2, 1, chọi. Tới không ta? Không tới rồi. 3, 2, 1, chọi. Tới không? Ui, bạn ấy chọi lại kìa. Rồi thôi, thấy bà rồi, keo lên. Ui, chưa bấm keo nữa. Khoan, khúc này nên chậm rãi nè các bạn. Chậm rãi, từ từ thôi, nhìn. Ngay đầu ngay. Ây dơ, chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ có một bộ đồ cực kỳ là nguy hiểm. Đó chính là Thiên Thần Băng. Wow. Bộ đồ này là một cái bộ đồ, nó khá là giống với bộ đồ màu tím. Đợt trước là nó màu tím, bây giờ nó thay đổi màu. À thế à? Và nó thành cái tóc bạch kim. Ui ngầu thế nhờ. Quá ngầu luôn. Nhìn cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Thôi quay thôi. Quay ra. Ra kẹo không gì nè. Ra. Đang là kẹo. Đầu phòng ra. 54 89 cái là đổi được bộ đồ này nha mọi người. Không ra luôn, toàn ra kẹo không. Rồi thêm phát nữa là ra này các bạn. Nó lấy kẹo đổi nè. Quy đổi. Ui. Ui đẹp thế. Lần đầu tiên mình thấy bộ đồ đẹp cực kỳ như vậy luôn á. Ui, nhìn kìa. Chất. Chúng ta gọi nó ở đây là chất. Quá chất chơi người dơi. Thôi vào đổi nhân vật. Lâu lắm rồi mới chơi nhân vật nữ. Tôi nói bộ đồ đẹp nha, chứ tôi không... Ok luôn. Để coi con nào đẹp nhất. Lâu ra đi. Thêm kỹ năng chủ động cây vào nữa. Còn con này là live stream hả? Không, con này cho Hayato xuyên giáp đi. Mày chạy nhanh, ok. Đó, ngầu chưa, cầm thêm khẩu AK rồng là đúng bài luôn các bạn ạ. Xính. Như vậy là đã vào trận rồi các bạn ạ. Với bộ đồ này và kết hợp với thêm khẩu AK rồng xanh thì nó nhìn nó trông nó ngầu. Ngầu ơi, là ngầu ngầu như là cái bồn. Cho nghỉ mẹ một đi. Cái bồn. Bồn cây cảnh vậy á. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác hai họ gần xa, thì hôm nay AS Mobile xin giới thiệu cho quý vị đại biểu một bộ phim, đó là Cuộc Chiến Luân Hồi. Bộ phim được tóm tắt như sau: có một anh chàng AS Mobile nhảy xuống kho quân sự tìm cho mình một cây súng nhưng tìm không ra, rồi tí nữa anh ta gặp địch và anh ta ngất ra, thế là anh ta chơi lại một trận mới. Đó chính là bộ phim Cuộc Chiến Luân Hồi. Lúc xong kho dưới thì mình có khẩu M60 chạy vòng vòng không thấy ai cả. Ô, bên kia có thùng dầu nổ. À, thì ra là bạn đứng đây, bạn làm gì ở đây? Hình như là bạn ấy muốn test thùng dầu, coi thùng dầu nổ có chết hay không đó mà. Lật đật chạy qua sát bạn ấy coi có cái gì mà lèm ngon hay không. Đang lướt thì tự nhiên có thằng bắn mình. Đầu phòng, đầu xanh, đầu đũa, đầu đen, đầu hà lan, đầu hũ, đầu ve ơi. Cái gì nó cũng phải từ từ nói xuống đây rồi nói chuyện anh em nói chuyện sau nè. Ôi bạn ấy xuống thiệt à. Thôi mày, thôi đừng xuống, tao có lựu á. Nè, lựu đạn nè, từ từ. Fight the hell. Trời ơi, trời ơi. Hết hồn chưa cái hồn còn nguyên. Rồi nãy mình có một pha highlight, đó chính là con nai vàng ngơ ngác chọi lựu chết bác thợ săn. Cực kỳ là nguy hiểm. Qua bên đây thấy có anh chàng đang đứng keo nè. Ui sấy một xíu chết luôn à. Hình như anh ta đang giao tranh với ai đó phía trên kia. Mình cũng thấy rồi. Anh chàng trên kia đang cố gắng lú cái nhú. Chỉ cần bên kia lú nhẹ một cái nhú thôi là mình sẽ lú cái nhú ra, mình bắn ngay cái lú cái nhú của nó, là nó lú cái nhú với mình và mình lú cái nhú với nó, là tại vì mình bắn trúng được cái nhú của nó. Một là mày bị điên. Rồi tôi đang nói gì vậy trời? Cái này chắc chắn phải chạy rồi. Chạy đi. À chạy rồi. À bây giờ mới chạy. Chạy, chạy đi đâu? Trời ơi, đam cuồn cuộn, headshot cuồn cuộn. Cái này phải giảm tỷ lệ xuống thôi cho mọi người, chứ không thôi là bị tố cáo đó. Nhớ, không ổn đâu mọi người ạ. Dạo gần đây mình thấy rằng là cứ bắn headshot là gọi là hack các bạn ạ. Xong, loot đã đủ đồ, bây giờ sẽ đi săn. Ờ, bên kia, trên kia. Ờ, chạy ẩu. Trời ơi, đam cuồn cuộn toàn là headshot không à. Chết bà rồi. Mình nhớ là mình có giảm xuống còn 60% thôi, mà bắn cứ như là 90% headshot vậy đó. Các bạn ơi, thật sự thì mấy bữa nay mình livestream sao các bạn? Toàn là bắn chết đầu tiên, chết đầu trận không à, bắn riết rồi chán luôn à. Có thằng chạy nè. Ủa rồi chết luôn. What? Ủa, tỷ lệ cao dữ vậy. Thôi bỏ qua đi. Nhưng mà dạo gần đây á, thật sự thì mình livestream á, bắn toàn chết sớm không à. Mà nó xui, nó đen mà đen như cái mỏm cuốn vậy á. Thực sự luôn.
Thực sự mà nói cái nghề livestream này các bạn cũng biết rồi, ngày nào cũng bắn game, ngày nào cũng ngồi lên máy tính, ngày nào cũng chăm chăm vào điện thoại riết rồi mình cũng bị hơi ngáo ngáo ra luôn á mọi người ạ. Đó. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng làm ra những cái video thật là hay, làm ra những cái video thật là hài hước để cho mọi người xem sẽ không cảm thấy chán. Và nếu mà đồng hành cùng với mình thì các bạn nhớ cho cái video này lên 30k like nha các bạn. Các bạn ủng hộ mình bằng cách bấm vào nút like nha. Nhớ like cho lên 30.000 like nha các bạn. Thường thì mình bắn game vào lúc 3 giờ sáng hoặc là 4 giờ sáng. Cái giờ mà người ta đang ngủ là cái giờ mình đi làm clip cho các bạn xem vào sáng mai. Khổ, tôi khổ. Tôi như thằng điên ngồi trong phòng, tôi ngồi tôi la hét không biết nhà bà hàng xóm. Bà có qua bà quýnh tôi, ơi có thằng chạy nè, trèo lên. Bà hàng xóm thì tính sau đi, chứ đơm bạn này trước rồi tính nè. Đó, chuẩn bị chọi nè, 3, 2, 1, chọi. Tới không ta? Không tới rồi, 3, 2, 1, chọi. Tới không? Ui bạn ấy chọi lại kìa. Rồi thôi, thấy bà rồi, keo lên. Ui, chưa bấm keo nữa. Khoan, khúc này nên chậm rãi nè các bạn. Chậm rãi, từ từ thôi, nhìn. Ngay đầu ngay. Ui, quá đã, quá xịn sò. Dễ như trở bàn tay, chỏng đích lên luôn kìa. Bộ đồ này khá là đẹp, thật sự. Mình cảm giác như là cái bộ đồ này nó là một bộ đồ đẹp thứ hai trừ thẻ vô cực mùa 1 ra. Thực sự bộ này đợt trước là nó màu tím, nhưng mà sau đó nó ra thêm một bộ nữa, nó màu xanh thiên thần băng giá như thế này. Màu xanh nhìn nó lạ mắt hơn, với lại là cầm khẩu AK rồng thì nó sẽ hợp hơn. Nhưng mà hôm nay chẳng có AK rồng gì cả, tìm cả map luôn, có khẩu Ska cầm đi chơi vậy thôi. Các bạn nào thích là mình làm clip theo dạng như thế này, đi solo rồi ngồi tám xàm với mọi người, rồi tấu hài, vui vẻ, các kiểu con đà điểu thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Hoặc là một số cái thử thách, nếu các bạn muốn mình làm thử thách thì nhớ comment ở phía bên dưới luôn. Do gần đây thì mình rất là ít thấy những comment mà kêu mình thử thách làm cái gì đó đi, thì các bạn nhớ comment nhiều nhiều để mình đọc được nha. Còn những comment nào hay thì mình sẽ thả tim ở trên kênh YouTube AS Mobile của mình luôn. Cái vòng bo bây giờ sẽ thu về khu vực trường học gần tháp đồng hồ. Bởi vậy bây giờ mình sẽ đi qua khu vực xưởng cơ khí, sau đó mới qua tới khu vực trường học. Tại vì đường đi này là đường đi an toàn nhất cho chế độ solo. Đó, cả chế độ tem 4 luôn. Thường thì mình sẽ đi đường này qua bên khu vực xưởng cơ khí trước, sau đó vào xưởng cơ khí rồi ra khu vực trường học sau để mà vào bo. Có cái thính trước mặt, không biết mình phải đi, mình phải quan sát ở phía trên coi có thằng củ cải nào ở phía trên meme mình không nữa. Game này feel lắm mọi người ạ. Cứ đi hở một xíu không để ý là bắn cho tét đít luôn. Rồi chưa kể những cái vụ mà mình chết nhạp nữa. Thứ nhất thính đè, thứ hai chị Hằng đánh, rồi thứ ba lâu lâu có thanh niên biến hóa cái biến trước mặt mình muốn đâm mình chết luôn à. Nhập tâm quá phèn ơi. Có phèn à. Ở thứ nhất. Chị Nhâm. Đó, ngay cả chạy qua cây nấm cũng không thèm ăn luôn. Các bạn biết sao không? Sợ bị đơm. Đó, phải ngó lên trên khu dân cư coi có cái thằng lồng đèn nào ở trên không nữa nè. Khổ thân thì chạy vô nhà. Thấy chưa? Chỉ cần lơ đà một xíu là nó đơm mình như là A-mông vậy á. Thấy hôm nay mình mặc bộ đồ thiên thần băng giá ngọt nước ngọt cái, chạy nhông nhông thả rong ngoài đường cái bắn luôn à. Mẹ ác gì đâu á. Rồi chạy chập nhìn trên bản đồ chỉ còn 4 thằng thôi. Vậy là ở phía sau lưng mình vẫn còn 1 thằng, trên chòi 1 thằng, phía trước 2 thằng. Để coi phía sau lưng mình. À, chị da da mày. Mày chạy đi. Chạy bò đi. Không thôi bị đơm nè, bị đơm. Đơm chết luôn. Chỉ còn 3 thằng nữa thôi. Ôi rồi, chết bo nữa. Cái bo đã nhỏ rồi mà còn chết nữa thì lấy cái gì mà bắn đây, có 8 kill thôi. Ơi hình như bên kia có một thằng kìa. Đơm luôn không? Ơ, mẹ mày bắn cao. Tao có làm gì đâu. Từ từ. Bơm máu đã, xí tì rồi mà còn ráng bắn. Thanh niên này phải chạy, ở đó là phải chạy bo rồi, chắc chắn điều đó rồi. À, chạy bo à. Ui, chảo chống dính siêu xịn là đây chứ đâu. Còn một anh chàng trên trời không biết làm cái củ cải gì ngồi trên lâu dữ vậy ta. Xuống đây mà đơm đi chứ. Xuống đi. Không ai làm hại đâu mà. Chỉ cho ăn kẹo đồng thôi đó hả. Xuống đi. À mà nếu bây giờ thanh niên kia xuống thì cái thanh niên bên trái sẽ tới đơm thanh niên bên phải. Thế là mình ngư ông đắc lợi rồi. Bây giờ chạy vào chờ thôi. Mình vẫn còn trong bo mà các bạn.
Đấy, chạy vào đây chờ, chờ đợi là hạnh phúc nha các bạn. Đôi khi chúng ta không cần phải giết cả hai thằng, mà chúng ta chỉ cần giết một thằng top 2 thôi. Đâu rồi, lâu quá. Bo vào rồi, đơm nhau đi. Đơm rồi nha. Như vậy là chạy vào đồ chỉ còn lại một thằng thôi. Thằng này là của mình. Mình có 16 quả keo. Vút up. Không được. Từ từ. Lưu đạn nè. Né. Ui giời. Ui. Từ. Ui. Mình đỡ được quả phóng lựu của nó. Khoan. Rút lui. Không ổn rồi. Mình có giáp nổ. Yên tâm nhưng không sao. Hồi máu đây các bạn. Ui. Vẫn còn bắn mình được, hình như hết phóng lựu rồi. Hết rồi. Được nha. Chơi được. Chết rồi, bo không ủng hộ mình. Quăng lựu này, né đi. Né. Ui, né được hả, chạy qua tới bên đây rồi. Vút tâm xương xương, dựng keo xương xương. Tiếp tục, ra bắn tôi nè, bắn tôi. Không thèm bắn luôn. Cho quả mù nè. Tiếp tục đẩy lên từ từ nha các bạn. Tại vì mình còn rất là nhiều keo. Để nhây một xíu đã. Ây da, ui da. Khi nào nhây nó bắn chết mình không? Bật 200% công lực lên. 8 quả keo. Mình xài hết 8 quả keo luôn, không thôi phí nha các bạn. Dựng keo, đó, còn 7 quả. Tiếp tục. Ôi. Không sao. Súng bắn keo luôn. Rồi. Ui, bo nó à. Thôi, không ổn rồi, phải lên bo thôi. Lên thôi, dựng keo. Nó sau lưng mình thì phải. Ê, khoan. Cái gì nó cũng phải từ từ. Ui, dựng keo nhanh thế. Dựng keo luôn. Tiếp tục. Ôi, quả keo cuối cùng. Quá xinh xò. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho cái video một like nếu các bạn cảm thấy like. Like đi nhá. À, các bạn ơi, đừng quên bật chuông lên để nhận được thông báo của video mới nhất nhé.